Tôi nói thêm một chi tiết này để các đồng chí có điều kiện thì ta tranh thủ đọc lại nhật ký trong tù nhé. Các đồng chí làm kinh doanh sản xuất này căng thẳng lắm, thương trường là chiến trường cơ, nhưng cố gắng làm sao dành thời gian đọc thơ, đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, thưởng thức nghệ thuật, nó sẽ làm đầy đặn thêm đời sống tinh thần của các doanh nhân hiện đại cần lắm. Thì trong đó hãy tìm tác phẩm của Bác và nhớ các sự kiện về Bác. Các đồng chí có biết là ai là người trả lại tự do cho Bác? Năm tháng 9 năm 43, Bác rời khỏi nhà tù ở Quảng Tây thì ai là người trả lại tự do cho Bác? Cái con người này lại rất giống tên Bác cơ, chỉ khác họ đó, cũng tên là Chí Minh. Chí Minh, Bác là Hồ Chí Minh. Còn cái người trả tự do cho Bác, người Trung Quốc ấy, tên là Hầu Chí Minh. Ông ta là chủ nhiệm chính trị quân đội Tưởng Giới Thạch. Ông ngưỡng mộ về đạo đức, về nghị lực phi thường của Bác, mà mặc dù đang quản thúc Bác mà ông quyết định thả Bác ra vì vô cùng kính trọng Bác, ảnh hưởng Bác lớn như vậy. Ông là Hầu Chí Minh. Cho nên khi ra khỏi nhà tù đấy, Bác có bài thơ là Cảm Tạ Hầu Tiên Sinh. Ta đọc ta sẽ biết. Thế bây giờ cái tập thơ chữ Hán này khi dịch ra tiếng Việt, ta khám phá ra bao nhiêu điều mới lạ. Tại sao Bác lại có cả một cái đề cương văn hóa ở cuối tập thơ? Bây giờ cần vô cùng cái tài liệu đó cơ. Hóa ra Bác hình dung là muốn xây dựng văn hóa đấy phải bắt đầu từ luân lý, tức là đạo đức, từ tâm lý, là tính cách lối sống, từ phát triển chính trị dân chủ dân quyền, từ nền kinh tế phồn vinh phú cường, và cuối cùng là quản trị xã hội vì an sinh phúc lợi con người. Đấy, Bác coi tất cả những điều đó gộp lại mới thành văn hóa. Thế là trong nhà tù mà người chủ tính cho tương lai sẽ xây dựng một nước Việt Nam như thế nào. Và thứ hai là cái bài thơ cuối cùng này đánh số 133, rất lạ, không có đầu đề. Không có đầu đề, nhưng khi dịch ra đấy, ta dịch là vô đề. Vô đề tức là không có đầu đề. Dịch ra rồi, ta đến trình Bác đọc, xin ý kiến Bác, hỏi thêm một vài điều cho nó rõ, thì Bác cười. Bác bảo là các chú dịch hay, nhưng các chú cũng chưa hiểu biết Bác, để Bác dịch lại cho. Ta đối chiếu hai bản dịch, ta thấy đúng là khác nhau thật. Ta dịch là vô đề, còn Bác thì dịch là tân xuất mục học đăng sơn, tức là mới ra tù tập leo núi. Thế là rõ ràng bài này được cuối cùng là vì ta đã qua ra khỏi nhà tù rồi. Ta dịch là núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông Hương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. Nam Chân, Khương Hữu Dụ là hai nhà thơ rất giỏi chữ Hán, dịch rất nhẹ nhàng thanh thoát như vậy mà Bác vẫn phải dịch lại. Bác là người trong cuộc, chứ Bác dịch thấm thía hơn nhiều. Bác thường xuyên nhắc nhở chúng ta là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày trong nhà tù đau đớn nặng nề gấp ngàn lần ngày ngoài đời. Cho nên các chú làm nghề quản giáo, tức là trại giam, làm nghề xét xử này, điều tra này, kết án này, tuyệt đối không được vô trách nhiệm. Đừng bao giờ để xảy ra kết án oan, án sai, làm đau khổ con người, thậm chí tan nát cả một gia đình, làm hỏng cả một cuộc đời. Chứ chúng ta đã mắc nhiều cái điều này lắm rồi. Tại sao đảng ta phải có chỉ thị là công khai xin lỗi người dân bị án oan cơ, và cho đăng 3 kỳ liền liên tiếp trên báo để trả lại danh dự cho người ta, rồi bồi thường tổn hại vật chất cho người ta. Chứ chúng ta tổ chức rất nhiều phiên họp, tổ chức họp toàn dân công khai và mời cái người bị oan sai đó đến để ta xin lỗi, đăng báo 3 lần liền để công khai xin lỗi và đồng thời trả lại cái thiệt hại cho người ta. Tất nhiên là ta mới chỉ làm tốt cái phần tinh thần, chứ còn khi mà xét xử xong mà ngã mũ cái chuyện trả lại tổn hại về kinh tế thì nhiều nơi cũng làm chưa tốt. Đấy.
ta phải học các bác. Bác dặn như vậy đấy các đồng chí. Thế bác dịch lại như thế nào? Bác đây là mới ra tù tập leo núi. Bác dịch ngược lại cơ. Mây ấp núi, núi ôm mây, lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng, bùi ngồi dạo đỉnh Tây Phong, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai. Bùi ngồi và chạnh lòng thì quả thật là đau đớn, xót xa cho thân phận người tù mới ra tù. Còn nhớ ai đây thì các đồng chí hiểu cho là nói về cô Lê Thị Huệ.